Dòng suối thần kỳ. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có ông lão và bà lão sống bên nhau. Bà ơi, tôi về rồi đây. Hôm nay ông kiếm củi, chắc mệt lắm nhỉ? Mệt gì đâu bà. Tuy nghèo khổ, vất vả, nhưng ông bà cụ rất yêu thương, chăm sóc nhau và có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Nhưng... Này, ông có mua đồ ăn gì về không? Ông đến vừa lúc lắm. Ông vào đây. Ôi, bánh mật đây mà. Mà này, chỉ còn lại từng bấy nhiêu thôi à? Vị khách vô duyên này chính là ông cụ hàng xóm nổi tiếng keo kiệt, hẹp hòi nhất làng. Ăn chẳng bõ dính răng. Phải về nhà ăn cơm thôi. Đúng là chẳng còn gì để nói. Thực ra, ông hàng xóm này rất giàu có, sung túc. Nhưng cứ đến bữa cơm là lại sang nhà ông bà cụ đòi ăn. Ngày hôm sau, ông lão dậy sớm để chuẩn bị lên rừng lấy củi. Ông ơi, ông mang cái này theo. Trong bếp còn vài củ khoai tây nên tôi luộc rồi đây này. Ôi, may quá. Vậy bà để lại ở nhà mà ăn. Tôi lên rừng có nhiều quả để ăn lắm. Tôi ở nhà thì sao mà đói được. Ông cứ mang theo đi. Vậy thì chúng ta sẽ chia đôi. Cái ông này thật là... Thế thì chia vậy. Ông đi cẩn thận nhé. Tôi sẽ kiếm thật nhiều củi mua gạo. Bà cứ đợi nhé. Lên núi, ông lão chăm chỉ kiếm củi. Chẳng mấy chốc đã chất đầy gùi. Ông đang định đeo gùi lên vai thì... Ôi, âm thanh nghe hay quá. Lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy âm thanh như thế này. Nhưng chim hót véo von một hồi rồi bay đi mất. Ông lão đi theo chim. Rõ ràng chim bay về hướng này mà. Ông ngó nghiêng xung quanh tìm chim. À, chim đây rồi. Ông lão lại đắm chìm vào tiếng chim thánh thót. Ôi, ta đang làm gì thế này? Phải nhanh ra chợ mua gạo nữa chứ. Ông lão định đứng dậy xuống núi thì nhìn thấy trước mặt có dòng suối nhỏ. May quá, ta đang khát. Ôi, mát quá. Lúc đó, bà lão đang ở nhà. Trời sắp tối rồi, mà sao ông lão chưa về nhỉ? Bà lão sốt ruột nên không thể ngồi yên ở nhà. Làm sao bây giờ? Trời tối rồi, hay ông lão lạc đường rồi? Bà cụ đành dò dẫm lên núi một mình. Đi một lúc, bà thấy phía trước có người đang vác gùi. Có phải ông đấy không? Nghe tiếng bà lão, ông lão chạy lại. Tôi sợ ông xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm. Tôi có phải trẻ con đâu. Hai ông bà cùng dìu nhau xuống núi về nhà. Nhưng về đến nhà, bà lão bỗng sửng sốt. Ai? Ai đây?
Trên núi tối tăm nên bà không nhìn rõ, về đến nhà mới phát hiện không phải là ông lão. Tôi đây mà bà. Bà nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ thì đúng là diện mạo ông lão hồi còn trẻ. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Ông lão kể lại tường tận chuyện xảy ra trong rừng cho bà lão nghe. May quá, ông hay than đau lưng. Giờ trẻ lại thì khỏi bệnh rồi. Tôi sẽ làm hết việc nhà để bà đừng nghỉ ngơi. Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn ông. Ngày hôm sau. Bà ơi, tôi đi lấy củi rồi mua gạo đây. Ông đi cẩn thận nhé. Ông lão giờ trẻ trung lại rồi, nhưng sao bà chỉ thấy ngại ngùng. Ông ấy trẻ, lại đẹp trai như thế. Ta thì già quá rồi. Ông lão đăm chiêu một hồi, rồi kéo tay bà lão đi. Bà cùng đi với tôi nào. Đi đâu? Rõ ràng là ở đây, đoạn này cơ mà. Cái gì mới được chứ? À đây, là dòng suối tôi kể với bà hôm qua đấy. Nào, bà cũng uống nước suối đi. Bà lão uống nước suối theo lời ông và ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng mình dưới suối. Ông ơi, xem tôi này. Bà lão trẻ lại rồi, như là cô dâu mới về nhà chồng vậy. Hai ông bà ôm nhau mừng rỡ. Vậy là ông lão, bà lão cùng nhặt một bó củi to, đem ra chợ bán, mua gạo, rồi trở về nhà. Khi ông bà chuẩn bị ăn bữa cơm nóng hổi. Ôi, tôi đói quá! Ông ta bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy ông bà lão. Ai đây? Ông lão thật tình kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Chỗ đó là đâu vậy? Lão hàng xóm quay về nhà, chỉ chờ trời sáng để lên đường. Gà vừa gáy sáng là lão hàng xóm đã lên núi ngay. Hình như là ở đoạn này. Tìm tới tìm lui một hồi, cuối cùng lão hàng xóm cũng nhìn thấy dòng suối thần kỳ, đúng như lời ông lão kể. Đây rồi! Lão hàng xóm chạy thoắt đến bên suối và vốc nước uống ừng ực. Trời tối rồi, sao không thấy ông hàng xóm về nhỉ? Hay ông ấy không tìm thấy dòng suối? Có khi nào bị lạc đường rồi không? Ta thử đi tìm xem sao. Hai ông bà lão vội vàng đến con suối trong rừng, nhưng tìm mãi không thấy ông hàng xóm đâu, chỉ thấy có một đứa bé đang khóc. Áo này chẳng phải của ông hàng xóm sao? Đứa bé được quấn quanh bởi quần áo người lớn và rõ ràng là bộ đồ của lão hàng xóm. Hay là ông ấy... Vì muốn được trẻ lâu nên lão hàng xóm đã uống quá nhiều nước suối. Làm sao bây giờ? Hay ta mang về nuôi? Được đấy, chúng ta còn trẻ nên chỉ cần làm việc chăm chỉ là sẽ nuôi được thôi. Vậy là ông bà lão nhận nuôi đứa bé. Ông lão hàng xóm, à mà không phải nữa rồi, là đứa trẻ đã lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của ông bà. Cậu ta trở thành một thanh niên tốt bụng, hào hiệp, luôn sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng.